Chiều 5 tháng 11, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục thẩm vấn cựu Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Nguyễn Nghi Linh và các bị cáo trong vụ án đưa, nhận hối lộ. Ông Linh khai, được trình bày trước tòa, ông Linh đã thừa nhận 5 lần nhận quà của Phan Văn Anh Vũ nhưng không nhớ rõ. Có một lần yêu cầu người nhận mở ra và thấy có rượu và thuốc lá. Cựu Phó Tổng cục trưởng bất ngờ khai đã có lần nhận tiền do Vũ Nhôm gửi đến. Trước đó, trong quá trình điều tra truy tố và tại phiên tòa sáng nay, ông Linh luôn phủ nhận việc nhận hối lộ số tiền 5 tỷ đồng. Thực sự tôi có một lần nhận tiền nhưng không biết là bao nhiêu. Tôi rất đau lòng, tổn thương rất nhiều, mong tòa có sự nhìn nhận toàn diện về vụ án. Sau khi khai đã nhận 5 tỷ từ Vũ Nhôm, ông Linh gửi lời xin lỗi đến lãnh đạo Bộ Công an, xin lỗi toàn bộ cán bộ chiến sĩ lực lượng tình báo vì đã làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành. Tôi là người có rất nhiều ước mơ. Khi công tác cho ngành, luôn ý thức phải bảo vệ tổ quốc, trở thành cán bộ gương mẫu và làm rất nhiều việc lớn cho đất nước. Tôi đã phấn đấu trong khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng không phải ngắn. Ngày hôm nay ngồi đây thực sự là sự trừng phạt về mặt danh dự, lòng tự trọng. Tuy nhiên, có lẽ vì một phút mắc sai lầm mà tôi không là chính mình nên phải trả giá, ông Linh giải bày. Khi được hỏi về việc bị cáo có tác động đến gia đình để khắc phục số tiền 5 tỷ đồng, ông Linh nói có thể trong chiều nay hoặc ngày mai sẽ khắc phục xong. Đó là việc cần phải làm, ông Linh cúi đầu trình bày. Sau khi bị cáo Linh thừa nhận nhận 5 tỷ của Vũ Nhôm, Phan Văn Anh Vũ được tòa yêu cầu đưa từ khu vực cách ly vào phòng xử. Ông Vũ cũng bất ngờ xin thay đổi lời khai, nhận toàn bộ cáo buộc của Viện Kiểm sát và nói có nhiều việc khó nói, mong hội đồng xét xử thông cảm. Luật sư của ông Vũ hỏi có tranh luận lại không? Bị cáo Vũ đáp, tôi không tranh luận, đồng ý với cáo trạng. Tòa sau đó cho nghỉ giải lao. Phía luật sư bào chữa cho ông Linh cũng xin đề nghị được liên hệ với gia đình để khắc phục hậu quả.